Chào các bạn. Dù nếp nhăn trên mặt là quy luật tự nhiên của quá trình lão hóa, bạn vẫn có thể giảm thiểu nếp nhăn nếu tránh xa những thói quen xấu này. Theo nghiên cứu, chế độ ăn uống, dùng xà phòng và những thói quen hàng ngày đều có thể là các thủ phạm tạo ra nếp nhăn. Biết loại bỏ những thực phẩm cần tránh, biết cách chọn xà phòng và thay đổi thói quen có thể sẽ giúp bạn luôn trẻ trung và tươi tắn khi đến tuổi lão hóa. Hy vọng danh sách những thủ phạm dưới đây sẽ giúp bạn chiến thắng trong cuộc chiến với lão hóa. 1. Thiếu ngủ dẫn đến da bạn bị mất nước. Theo các nghiên cứu, việc mất ngủ dù chỉ một đêm hoặc liên tục ngủ ít hơn 5 giờ mỗi ngày có thể dẫn đến mất nước và làm giảm hàng rào bảo vệ da. Nghỉ ngơi đầy đủ là chìa khóa để trẻ hóa làn da và phát triển các tế bào mới. Vì vậy, bạn hãy nghỉ ngơi đúng cách để giữ được vẻ ngoài trẻ lâu hơn. 2. Thiếu chất chống oxy hóa. Vitamin A, C, E và kali rất cần thiết cho một làn da khỏe mạnh. Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn nhiều rau hơn, đặc biệt là cà rốt, bí, cà chua và các loại rau lá xanh. Bạn cũng nên bổ sung dầu ô liu vào chế độ ăn uống của mình. 3. Tiêu thụ thịt đỏ. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Hà Lan cho thấy phụ nữ ăn thịt đỏ có xu hướng có nhiều nếp nhăn hơn. Hơn nữa, nấu thịt và mỡ ở nhiệt độ cao còn làm tăng nguy cơ dẫn đến bệnh tiểu đường. Để ngăn ngừa mối nguy hại này, tốt nhất bạn nên hạn chế ăn thịt đỏ và chế biến thành món súp, hầm, luộc thay vì nướng. Ngoài ra, bạn hãy cố gắng thêm nhiều trái cây hơn nữa trong khẩu phần ăn của bạn. 4. Tắm nước nóng lâu với xà phòng dẫn đến khô da. Các sản phẩm xà phòng có thể thay đổi độ pH của da, dẫn đến kích ứng và khô da, làm xói mòn các rào cản của da và kích thích lão hóa sớm. Đặc biệt nếu bạn sử dụng xà phòng có tính kiềm mạnh, tình hình có thể sẽ tồi tệ hơn. Bạn hãy sử dụng các sản phẩm. Tẩy rửa tự nhiên thay cho xà phòng. 5. Chế độ ăn kiêng không cân bằng. Có một số chế độ ăn kiêng loại trừ hẳn một nhóm chất dinh dưỡng. Chúng dẫn đến sự mất cân bằng của protein, chất béo và carbon hydrate, làm giảm khả năng tự chữa lành của da. Theo một nghiên cứu, cả nam giới và nữ giới cần ăn đủ protein để duy trì vẻ ngoài trẻ trung. 6. Thiếu protein ngăn cản các tế bào da tự tái tạo. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu hạn chế lượng calo và ăn ít protein, da của bạn sẽ mất độ đàn hồi, từ đó dẫn đến nhiều nếp nhăn hơn. Nó cũng ngăn da tự phục hồi và tái tạo. Điều trị bằng collagen cũng có thể giúp ích trong những trường hợp này, nhưng nó cũng không tác dụng gì nhiều so với những ảnh hưởng của việc thiếu protein. Vì vậy, để giữ được làn da chắc khỏe lâu dài, bạn hãy từ bỏ những thói quen xấu đã nêu trên nhé. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.